Mô hình nuôi vịt, trồng nấm, nuôi lợn đen bản địa mới được triển khai tại xã Nấm Lư, huyện Mường Khương. Mặc dù quy mô còn khiêm tốn, nhưng hiệu quả bước đầu thì đã có. Từ chỗ đi làm thuê, cuộc sống không ổn định, thì nay hầu hết các hộ có thể yên tâm phát triển kinh tế gia đình. Kết quả này đến từ công tác tuyên truyền vận động đi trước một bước. Chỉ đạo cho các đồng chí đảng viên, một đảng viên phụ trách bao nhiêu hộ, và cũng là chi bộ cũng đã có các nghị quyết, một đảng viên phụ trách 2 hộ cần nghèo với 3 hộ nghèo chẳng hạn. Lào Cai hiện là nơi sinh sống của cộng đồng 25 dân tộc anh em trên địa bàn vùng cao biên giới. Việc tuyên truyền vận động nói riêng, rộng hơn là công tác tuyên giáo của đảng, chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng cũng chính từ khó khăn thách thức đã xuất hiện những cách làm mới đầy sáng tạo. Quá trình tuyên truyền thì chúng tôi cũng áp dụng mạnh các cái phương pháp để mà nâng cao về chất lượng tuyên truyền. Ví dụ như phương pháp tuyên truyền miệng, đây rồi thì về công tác tuyên truyền bằng 2 thứ tiếng, tiếng cả tiếng địa phương nữa, lồng ghép. Thế chính vì thực hiện tốt cái đó thì bà con nhân dân cũng đã nắm được các cái, cơ bản nắm được các cái chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của đảng, nhà nước và của địa phương. Nhờ đổi mới, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở của Lào Cai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó đã hoàn thành 52 trên 53 chỉ tiêu của đề án số 17 về tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, góp phần giữ vững ổn định xã hội, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, trong thời kỳ bùng nổ thông tin truyền thông như hiện nay, tuyên giáo đang đứng trước những thách thức lớn hơn, nặng nề hơn, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới. Lựa chọn những cán bộ làm công tác tuyên giáo nó phải vừa hồng vừa chuyên. Tuyên giáo trên tất cả các lĩnh vực, chứ không chỉ là những lĩnh vực về hệ tư tưởng, mà nó còn định hướng cả về phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng đảng. Do vậy là tất cả mọi mặt của đời sống xã hội đều phải nắm bắt được và chỉ đạo. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới, ngành tuyên giáo Lào Cai đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp. Trước mắt là tổ chức triển khai có hiệu quả đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 về nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025.